diệu pháp thủ lăng, diệu pháp liên hoa, chứ không ở thế giới ta bà này. Tại sao? Là tại vì những bậc a la hán các ngài chưa đủ cái sự kham nhẫn, các ngài chưa cái đủ đủ cái sự nhẫn nại của một bậc đại đạo sư. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng ở thế gian, nhất là trong cái thời mạt pháp này, quý vị muốn độ một chúng sinh, trước hết là quý vị phải biết căn cơ của chúng sinh. Quý vị phải biết cái Phật pháp của quý vị hiểu tới đâu thì quý vị mới có thể độ tận được. Còn bằng không, quý vị sẽ gặp những cái bậc mà thiện tri thức như ông A Nan này, ổng đã không chấp nhận cái bản tánh đó mà ổng còn ngược lại. Nhiều khi mình tu chưa có đến nơi, mình sẽ giận dữ và mình sẽ có những đôi lời nó không được trong sạch trong Phật pháp, bất tịnh. Nhưng mà ngược lại, ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì quý vị nghe Đức Thế Tôn từ đầu cho đến cuối, ngài rất là an nhẫn, ngài ngồi ngài lắng nghe từ mọi việc của ông A Nan và đại chúng trình bày, để ngài tìm cái phương tiện để mà giúp cho A Nan và đại chúng. Khi ngài trình bày cái phương tiện này, ông A Nan và đại chúng không hiểu, ngài lập tức ngài chuyển qua cái phương tiện khác. Cái mục đích của ngài giải đạo là làm sao chuyển hóa chúng sinh để chúng sinh đi vào ở nơi cái bản tánh vô sinh. Thì ở đây, trong cái phần giảng đạo của thầy cũng vậy. Thầy muốn tất cả mọi chúng sinh hiện diện trong Quán Thế Âm Thiền Viện Đạo Tràng hôm nay đều hiểu được bản tánh này, để quý vị có thể vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Quý vị đạt được cái niềm vui tự tại của tự tánh. Tôn giáo đạo Phật không phải nói một cách mù mờ. Tôn giáo đạo Phật không phải là một cái sự mê lầm dị đoan, mà tôn giáo đạo Phật là một cái sự thực hiện hoàn toàn và đầy đủ những cái tư cách của một cái vật quý trong bản tâm quý vị. Quý vị tìm lại được cái bản tâm của quý vị, còn hơn là quý vị tìm được những cái báu vật mà nó quý giá gấp mấy lần của cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Nếu mà cái Phật tánh nó không có quý giá như vậy thì quý vị thấy ngày xưa các quân vương, các ngài đâu có bỏ cung vàng điện ngọc để mà đi xuất gia, các ngài đâu có rời bỏ cung vàng điện ngọc để mà đi đến những hang động xa xôi, quỳ dưới chân của những đức đại đạo sư đắc rõ đắc đà đắc ngộ để mà nghe những lời pháp yếu. Do đó, trên con đường tu Phật, quý vị phải biết cái nào là chân chánh, cái nào là mê tín và sai lầm, gạt bỏ ngay lập tức. Có như vậy quý vị mới đi vào ở trong cái cửa bản tâm chân tánh, nó thông dâm và tự tại. Và để trả lời câu hỏi làm sao biết bản tánh, thấy là chân tánh, thì Đức Phật ngài đã dạy A Nan phương pháp nhìn muôn loài vạn vật và tìm xem cái gì là của ông A Nan và cái gì là của sự vật. Đầu tiên trong đoạn kinh thì quý vị đã chúng thấy Đức Phật cùng A Nan cùng xem cung trời tứ thiên vương. A Di Đà Phật. Nói về cung trời tứ thiên vương thì tất cả quý vị đại chúng đều biết. Trên cái cõi người của mình, cứ nghe là cung trời mà thấp nhất là gọi là cung trời tứ thiên vương. Và cung trời đó là một trong những cung trời của của dục giới. Và cung trời mà cao nhất trong cảnh dục giới là cung trời tha hóa tự tại thiên, là lục dục thiên, cũng còn gọi là lục dục thiên, tất nhiên là cung trời của thiên ma ba tuần, hay là gọi là thiên hóa tự tại thiên vương. Trên cõi trời lục dục thiên là hoàn toàn cảnh sắc giới. Một người mà còn dục mà tu hành, khi mà tâm của tất cả những vị đó chưa rời được niệm dục, nhưng mà bản tâm được thanh tịnh và nhờ những công đức khi mà ở thế gian này quý vị tu học, do đó khi mà quý vị lâm chung, quý vị được trở về trong cái cảnh giới của cõi dục giới. Tại sao quý vị không trên ở cái cảnh dục giới mà ở cõi dục? Là tại vì trong tâm thức quý vị nhờ công đức mà sanh, chứ không phải là nhờ quý vị tham thiền mà dứt dục. Do đó cảnh dục giới chứa đựng những người vẫn còn di tế dục sanh vào. Còn những vị mà ở cõi thế gian này thân và tâm ly dục
thì những cảnh trời mà chứa quý vị là sắc giới và vô sắc giới. Thì ở đây Đức Như Lai ngài cùng A Nan xem trước hết là cái cảnh gần của người thế gian là cảnh trời tứ thiên vương. Xem tất cả những loài thủy tộc, chim bay, tinh tú đang vận hành ở trên cõi trời đó. Tất cả những thứ đó mà từ xưa tới giờ quý vị học Phật Pháp được gọi một cái danh từ là tiền trần, là cái cảnh thấy bên ngoài. Đó là tiền trần. Những tất cả mọi cảnh vật mà quý vị thấy bên ngoài được gọi là tiền trần hết. Và ông A Nan phải phân biệt xem cái gì là sự vật và cái gì chính là ông. A Di Đà Phật, quý vị thấy Đức Như Lai ngài từ bi không? Mà vô tình ngài dạy cho ông A Nan một cái phương pháp, đây là một cái phương pháp gọi là minh sát tuệ. Có những người không tu thiền nhưng mà họ ngồi lắng động, họ dùng minh sát tuệ, họ phân tách. Nhờ cái phương pháp minh sát tuệ này mà nhiều vị tu đã chứng nhập vào trong cái bản tánh vô sinh, chứng nhập được cảnh giới bất động địa của Bồ Tát. Và khi mà quý vị chứng được cái bản tánh này rồi là quý vị đã đăng địa A Di Đà Phật. Quý vị vào trong cái bản mà tánh mà vô sinh pháp nhẫn của Bồ Tát Đại Thừa rồi, tất nhiên là quý vị đã đăng địa, và cảnh giới đầu tiên quý vị vào đó là cảnh giới bất động địa Bồ Tát, tức là cảnh giới thứ 8 của trong thập địa Bồ Tát. Và khi mà quý vị vào trong cái cảnh giới này thì từ đây tới sau quý vị hết dụng công rồi. Tại vì quý vị đã sống trong cái bản tánh này rồi, thành ra không còn dụng công. Vậy thì làm sao quý vị thành Phật? A Di Đà Phật. Quý vị từ đây về sau chỉ dùng mọi phương tiện hóa độ chúng sinh. Và khi mà công đức viên mãn thì chứng ngay quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Thầy nhắc lại, từ bậc mà bất động địa Bồ Tát, quý vị không còn dụng công nữa, không còn cảm thấy phải ngồi thiền, không còn cảm thấy nghĩa là phải nhọc công trong tu hành, mà từ đây tùy phương diện mà độ sinh. Khi mà độ sinh hoàn mãn, quý vị sẽ lên lập tức ngay cái ngôi diệu giác, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Từ lâu thì hầu hết tất cả quý đại chúng khi họ đến chùa hay họ ở trên cái đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện, họ đặt câu hỏi với thầy: kính thưa thầy, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà Đức Thế Tôn ngài thường nói trong những kinh sách có thiệt hay không? A Di Đà Phật. Và cũng có nhiều người họ nói rằng cảnh giới cực lạc Đức Phật chỉ dụ mà thôi, cái cảnh giới này không có thiệt. Thì hôm nay quý đại chúng nghe qua cái đoạn kinh này, hôm nay qua cái đoạn kinh này quý vị đại chúng đã thấy rõ ràng Đức Phật đã cùng ngài A Nan nhìn lên cái cung trời tứ thiên vương. Như vậy thì cảnh giới này có hay không? A Di Đà Phật. Khi mà Đức Phật là một cái bậc mà đại chân ngữ, ngài đã nói lên cảnh giới thì tất nhiên phải có. Mà trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này ngài dạy rõ ràng, từ cảnh trời dục giới cho đến cảnh trời vô sắc giới, cảnh trời cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ngài đã dạy rõ ràng. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay quý vị nhìn lên bầu trời chỉ thấy toàn là hư không? Là tại vì cặp mắt của mình chưa có huệ nhãn. Cặp mắt của mình chưa có pháp nhãn. Do đó, những cảnh giới cõi trời dệt bằng những quang minh vi tế, vi diệu, cặp mắt của mình thô kệch, không thể thấy được. Đoạn kinh này đã chứng nhận rằng ông A Nan, tôn giả mới thành tựu, được cái quả đầu tiên gọi là nhập lưu, tức là tu đầu quần quả. Nhưng mà tôn giả A Nan nhờ Phật lực gia hộ cho nên ngài thấy được cái cõi trời dục giới và trời sắc giới sơ thiền thiên. Còn ngược lại tôn giả A Na Luật, bởi vì vị tôn giả này trong khi mà nghe Phật giảng kinh ngài thường ngủ gục, do đó Đức Phật quở khi nghe kinh mà lại ngủ như vậy thì sẽ đọa vào trong cái hàng súc sinh ngoại đạo. Chính vì lời quở này mà tôn giả A Na Luật ngài đã mở mắt thức trắng đêm để mà coi kinh sách, để mà không để cho con mắt nó làm chủ nữa. Vì vậy mà ngài bị đuôi mù. Đức Phật ngài thương xót cho nên ngài dùng một cái phương pháp tu hành gọi là nhạo kiến minh tinh tam muội, giúp cho ngài dùng cái bản tánh thấy này để thấy Tam Thiên Đại Thiên, mà không dùng cái con mắt của cha sanh mẹ đẻ để thấy nữa.
Mà cái bản tánh thấy này rất là ghê gớm. Khi quý vị nhập vào trong bản tánh thấy này rồi, thì tất cả những cái pháp giới ở trong cái Tam Thiên Đại Thiên đều hiển lộ hết. Do đó khi thành tựu được cái nhạo kiến minh tinh tam muội, tất nhiên là vào trong cái bản tánh thấy, quý vị sẽ thấy rõ ràng giống như ngài A Na Luật là cái thế gian ta bà của mình nó giống như là một cái trái cây mà nó chỉ có ở bên thiên trước, có nghĩa là cái trái mà Amala nó nằm ở trong lòng bàn tay. Tại sao cái trái cây này gọi là Amala? Cái trái cây này hình như nó không có ở Việt Nam của mình. Ở Việt Nam của mình khi mà trái cây nó còn chưa chín thì nó màu xanh tươi. Khi mà nó bắt đầu gần chín thì nó màu vàng. Và khi mà nó chín chín rực lên thì nó màu đỏ. Nhưng mà ngược lại trái cây này thì nó lại không có cái màu để phân biệt. Có nghĩa là nó từ lúc nó còn sống cho lúc nó còn chín lên nó vẫn màu xanh. Vì vậy khó mà phân biệt. Và đó là nói về hai vị tôn giả là ông A Na Luật, ông đã chứng Bồ Tát, do đó ông thấy, ông chứng được cái A La Hán, do đó ông thấy được, ông dùng cái huệ nhãn ông thấy được thế giới này nó giống như là quả Amala nằm trong lòng bàn tay. Nhưng mà ngược lại những vị mà đại thừa Bồ Tát thì những vị này thấy được trăm nghìn quốc độ trong mười phương. Quý vị nào mà đắc được cái sơ quan hỷ địa Bồ Tát, có nghĩa là cái quả sơ địa trong thập địa đó, thì quý vị có thể phân thân đi thuyết pháp ở trong 100 thế giới, trong thập phương thế giới. Quý vị nào lên nhị địa Bồ Tát thì quý vị có thể đi giảng kinh thuyết pháp hiện hiện thân ở 1.000 thế giới. Cứ như vậy mà quý vị cứ việc một 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 cái cấp bậc của một địa quý vị nhân lên cho một con số không. Thì quý vị thấy thập địa phân thân được bao nhiêu? Vô lượng, vô biên, vô số thế giới. Bằng chứng là quý vị thấy trong cái kinh mà Địa Tạng, khi mà Đức Phật lên cái cung trời Đau Lợi, ngài giảng về cái pháp yếu, thì ngài Địa Tạng ngài cùng với tất cả các chư Bồ Tát mười phương dân tập. Và khi mà ngài Địa Tạng quỳ xuống mà đảnh lễ Đức Như Lai, ngài tất cả phân thân mười phương của ngài đều nhập thành một thân hết. Có nghĩa là ngài là thập địa, thành ra vô số thân ngài phân thân. Tất cả thân đó phải nhập lại thành một thân, ngài mới đảnh lễ Đức Như Lai. Và tất cả mọi quý đại chúng đều hiểu rằng Đức Phật ngài là bậc đại đạo sư kim ngôn chân ngữ. Thầy dùng cái chữ mà kim ngôn chân ngữ là lời nói của ngài là lời nói quý báu vàng ngọc, một lời nói chân thật, không bao giờ ngài nói một cái điều gì mà làm cho chúng sinh mê tín. Cõi trời có rõ ràng nhưng mà chúng sinh tu không đến, không có huệ nhãn không thấy, chứ không phải là ngài ngài nói để mình dựng ra cái câu chuyện. Và chính Đức Thế Tôn ngài cũng đã từng vào cung trời Đau Lợi để mà giảng pháp độ cho mẹ của ngài, tức là Thánh Mẫu Maya, để mà được vuông tròn chữ hiếu. Quý vị thấy khi mà Maya Hoàng hậu hạ sanh ra Thái tử Siddhartha thì trong vòng 7 ngày đã lìa bỏ thế gian này. Nhờ công đức mang thánh thai, mang mang thai của một vị Đại Bồ Tát chuyển xuống để mà thành một cái bậc y dương thầy của nhân thiên. Do đó ngài Hoàng hậu Maya lập tức sanh vào trong cái cõi trời Đau Lợi thiên cung. Và trong nay mai khi mà Đức Di Lặc Bồ Tát xuống trần thì Thánh Mẫu Maya này cũng là mẹ của Di Lặc Bồ Tát. Ngài sẽ hiện thân xuống để làm vợ của một vị tể quốc ở một cái nước mà Đức Di Lặc sẽ ra đời, sẽ độ chúng sinh. Thầy nhắc lại lần nữa để cho quý vị thấy những cái huyền ảo của những cái cơ trời mà Đức Thánh Mẫu ngài sẽ xuống trần gian một lần nữa để mà làm mẹ của Di Lặc Thiên Tôn. Như vậy thì tất cả cảnh trời dục sắc và vô sắc. Hôm nay thầy trả lời luôn cho tất cả mọi người đã đặt câu hỏi với thầy là sự thật. Những cảnh giới cõi trời này nó quá vi tế, vì vậy mà mắt trần do cha mẹ sanh ra không thể thấy được. Ông A Nan nhờ đắc được từng tầng quả đầu tiên, thân và tâm của ông
vào trong đạo nên hoàn toàn thanh tịnh, thêm lại là được thần lực của Đức Như Lai.